Vậy thì giống như khi mà người ta khát nước á, thì người ta uống nhiều nước thì càng khát thôi phải không thưa bác sĩ? Chuyện ấy bao nhiêu là đủ để không khiến cho thận bị yếu đi? Câu hỏi muôn thuở này tôi nghĩ rằng rất nhiều những quý thính giả sẽ có cùng một thắc mắc ạ. Thực ra ngày xưa đấy thì trong các cái y văn người ta, các tờ sách cổ thì người ta nói rằng là bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình, tức là cái việc mà quan hệ tình dục đó cũng cần phải tiết chế, không quan hệ quá nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là tôi nghĩ rằng cái việc đó nếu là ở những đôi bạn rất là trẻ, đúng không ạ, là những cái người mà mới cưới chẳng hạn, hoặc là ví dụ như người ta lại rất là lâu cách vì cách nhau, sau lâu gặp nhau, thì cái xúc động đó cùng với tình yêu đó, cùng với cái ham muốn về tình dục, đấy là hoàn toàn bình thường. Không phải cái chuyện đó người ta lại phải thôi, phải bế tinh dưỡng khí tồn thần, lúc đó thì người ta lại không cần phải như vậy. Tuy nhiên quan hệ tình dục này không phải có một cái quy định là nhất định chỉ ví dụ như một ngày chỉ một lần, hoặc là một tuần chỉ một lần. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, phụ thuộc vào nhu cầu về sinh lý, phụ thuộc vào sức khỏe, phụ thuộc vào những cái nhu cầu về tâm sinh lý người ta những cái ngày đó. Ví dụ như trong trường hợp người phụ nữ ở ngày đèn đỏ chẳng hạn, thì chắc chắn là cái quan hệ tình dục khó khăn rồi, không thể quan hệ được rồi. Hoặc là ví dụ như người ta đang có những vấn đề mà tác có cái vấn đề gì đó ảnh hưởng tới cuộc sống, ví dụ như có nỗi buồn, có những vấn đề đó, thì tất cả tâm sinh lý không ổn định như thế thì có thể là cái ảnh hưởng tới quan hệ tình dục. Nhưng mà trong cái đôi, như các bạn trẻ và có những cái đôi vợ chồng, tình yêu với kèm theo quan hệ tình dục, tôi nghĩ rằng nếu mà tất cả những cái đó cho tiết chế trong cái trạng thái sức bình thường thì người ta hoàn toàn có thể không ảnh hưởng gì tới sức khỏe, và có thể là làm cho cái cuộc sống người ta được thăng hoa hơn, được tươi đẹp hơn, và người ta thấy là hạnh phúc hơn. Tuy nhiên là nếu chúng ta quan hệ quá quá nhiều thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và nếu cái quan hệ đó, liệu cái sự đáp ứng đó, cái sự ham muốn đó có phải cả hai bên không, hay là người ta nói một cách văn học, người ta nói rằng tình yêu đi đến từ hai phía, tức là cái sự ham muốn đấy phải có sự rung động và cái sự thỏa mãn cả hai bên. Vâng ạ.